em lắp mà không cẩn thận là đa số bị gãy hết. Đó. Cây này cây bên phải ha, giờ tới cây bên trái nha. Đó, cây bên trái. Chào tất cả anh em đang xem kênh YouTube Nguyễn Hùng chuyên phục tùng quay thái cho 10 ha. Ngày mới là kính chúc anh em chị em là dồi dào sức khỏe và thành công. À, mà anh em ly cà phê sáng này ha. Đó. Sáng nào cũng vậy anh em ơi. Hôm nay em sẽ up cho anh em xem là cái full combo hàng gắt chân dài, hàng tiễn chọn nha anh em. Đó. Đây, đó anh em thấy không? Hàng bao đẹp cho anh em ha. Mới vệ sinh chuyện qua. Đó, bữa nay em sẽ review đến cho anh em xem ha. Anh em thấy không? 20 mấy năm mà còn vậy là quá ok ha. Đó, anh em thấy không, cái sới sọc nó vẫn còn nè. Đó, đặc biệt hàng theo xe nó có lớp keo nha anh em. Đó, anh em nhìn kỹ mới biết được ha, này có lớp keo nữa nè. Đó, hàng new mới không bao giờ có ha, hàng new mới không bao giờ có. Thun này cũng thun zin luôn nữa nè. Đó, thun zin rất là cứng nha. Ở những clip trước em đã có giới thiệu đến với anh em là cái cách lắp bản lề yên ha. À, lộn, cách lắp gác chân dài theo xe nè, đúng cách ha. Nó nhầm anh em lắp mà cái con ở ngoài đưa vô là không bao giờ đúng nha. Mé bên này là mé bên bô nha anh em. Đó, lắp là phải đưa ở trong đưa ra. Đó. Anh em lựa những cái con mà xấu á. Những con xấu anh em đưa ra, tại nó nằm ở trong mà, đâu có nằm trong mặt tiền đâu, nên nó không có, mình không cần thiết ha. Đó, đưa con ra, con gấp đây. Đó, ốc thì ốc ở ngoài sọt vô, lông đền thì lông đền ở ngoài vậy nè. Đó, đúng một bộ nó là vậy ha. Nói chung ốc này nè, ốc với con này là theo xe, thun theo xe nha. Đó, em gam lại rồi, đó, gam chuẩn màu thái luôn. Còn lông đền này thì hàng new mới, cũng sửa lại luôn rồi. Đó, ốc này đó, ốc này anh em mua combo này em sẽ tặng kèm theo nha. Đó, ốc thùng nằm con ha, ốc thùng nằm con với miếng sắt nè. Đó, miếng sắt em cũng có vệ sinh rồi. Đó. Đó, giới thiệu từ từ cho anh em xem ha. Đa số á, những xe mà lại đây em sửa rồi đa số con đều lắp ở ngoài lắp vô không à, nên nó đưa ra cây bô á, cây bô nó đưa ra ngoài nó rất là xa ha. Đó, nhìn nó không đúng chuẩn zin nha. Đó, hàng gắt chân dài nè anh em, nhìn đi, bao đẹp ha, keo còn chởm chởm luôn ha. Đó, bao chuẩn zin cho anh em nha. Nè, cái cửa, nó cửa này vẫn còn luôn nè. Đó, anh em thấy không? Đó, lấy cái này ra đi để gớt cái chết luôn à. Đó, quay trên cái YouTube này em quay tới chế độ 4K nên hình ảnh cho anh em xem thoải mái ha. Ừ, hàng theo xe nó dày lắm nha anh em. Đó, chứ không phải là như, chứ không phải là như hàng new mới ha. Đó, 4 chữ luôn nè, KFLK-2 nè, anh em thấy không? Đó, KFLK-2, EG nè ha, EG là bên phải nha. Đó, mấy cái chỗ này là keo nó đổ nha anh em, á lộn, nhôm nó đổ ha. Đó, bao đẹp cho anh em luôn nè ha. Hàng cửa bọng là bao đẹp luôn nha. Đó, thì anh em mua thì anh em mua em sẽ có, nhưng mà đặc biệt cái này anh em mua riêng nữa nha. Đó, đây, hàng xé bịch thái nha anh em, cho nó whip ha. Đó, với anh em mua hàng của Việt Nam tịch tầm 150 à, 150 là nó có hai lỗ sắt nè, hai thùng nè, cũng với chốt gài luôn nè. Đó, chốt gài luôn của hàng của Việt Nam ha. Nó cái sới sọc nó vẫn còn nè anh em thấy không, thùng là thùng zin em cũng rửa luôn nha anh em, kiếm miếng sình ha, miếng gì không giờ có ha.
đó. Này là bao công có cái cho anh em ha, đó cái cửa này vẫn còn luôn nè, đó. Đa số cái cửa này á, là đương nhiên á, là nó chịu vô cái tay thỏ của cái cây bô nè, nó với cái miếng sắt á nè, cái chịu vô đây nè, đó. Đa số là bị gãy hết, anh em lắp mà không cẩn thận là đa số bị gãy hết, đó. Cây này cây bên phải ha, giờ tới cây bên trái nha, đó cây bên trái, đây cây bên trái, lỗ cũng tròn xe đẹp luôn ha, hiếm lắm nha anh em, đó. Hàng là keo còn luôn nha, nói chung cây này đẹp trên tất cả, hoàn thiện ha, đó. Đó anh em quay xéo xéo nè cho anh em xem nè, đó hàng nó còn keo chẩm 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 nè, hai mấy năm còn vậy là quá ok ha, đó. Đặc biệt cái cây này, cặp này á, là nó trùng mã luôn nha anh em, nó trùng mã luôn nè, mới đẹp nè, đó anh em thấy không, nó KFLK-2 nè ha, LG nè ha, LG lép gai á, là trái phải nè, hiếm lắm mới được cây trùng một cặp trùng mã như thế này, đó. Hàng rất là đẹp nha, đó. Đó, quay chi tiết từ từ cho anh em xem ha. Đó, anh em nào mà muốn hàng đẹp á, thì cứ alo trực tiếp giúp em ha, 0979 644 266 ha, đó, số điện thoại em đó. Bao tất cả các kiểu ha, không có bị gì ha, đó, cong quên thì không có ha, vịt lỗ cũng có luôn nha, hiếm lắm mới được cặp như thế này anh em ơi. Đó, còn mà những anh em mà dọn xe mới á, mà đi chùi cái này á, chùi hết cái này xong phủ keo là hứa anh em không bao giờ đẹp nha, đó, chỉ có nói chung mà zin mộc mạc chắc phát là đẹp nhất ha. Còn hàng mới tầm giờ 2 miếng nhôm mới không bao giờ hàng mới, giờ tầm 2 miếng nhôm là tầm 570 á, cỡ giá đó, nhưng mà cái độ bóng thì dày nó không bao giờ đẹp bằng cái này anh em, đó. Nói chung là đồng tiền với đi đâu với sản phẩm nha, đó. Rồi tới hai miếng sắt ha, đây hai miếng sắt này là sơn zin nha anh em, sơn tĩnh điện ha, đó hàng này rất là đẹp nha, em qua chùi rửa hôm qua luôn rồi, đúng của 110 nha, lỗ găng nó ok cho anh em luôn nè, đó. Đó, những clip trước thì nó có giới thiệu của anh Pha rồi, nhưng chân này em phải nhắc nhẹ lại cái cho anh em nhớ ha, chứ anh em kéo xuống thì anh em tìm chúng hơi lâu à. Con tán này đúng của anh Pha, cái miếng của anh Pha là nó bấm điện thôi, bấm 4 góc vậy thôi chứ không gì hết. Còn đúng 110 nó sẽ hàng vậy nè, xài rất là cứng. Thường thường anh Pha thì anh em siết kiểu kia nó dễ bị bung cái mối bấm điện lắm. Đây hai miếng sắt của nó rồi ha. Rất là đẹp nha anh em, nó không bị dị tật gì hết ha. Đây một bộ của nó nè, ốc con của nó, cái này là anh em mua combo này à, em sẽ tặng ha, gam sẵn tặng cho anh em, anh em về khỏi gam. Này anh em mua phải tính tiền riêng nha anh em, đó, cái này hàng xé bịch Thái, nó rất là nặng ha, xài rất là bền, nó được anh em mua Việt Nam thì đương nhiên xài nó mau rụng nụ lắm, thông minh lắm, rụng nụ cái hàng gắt chân sao lắm, hàng xé bịch Thái nè, đó những em nào mua không biết rồi. Nếu anh em mua hàng tồn mà trong bịch túi cánh chim đây á, hứa anh em cặp này tầm giá không trên 500.000 mới lạ. Nội anh em mua cặp gắt chân này cũng hết mấy vít rồi đó. Anh em thấy không, rồi anh em mà muốn mua ốc gắt chân này á, nói chung ốc này theo xe gam lại cũng đẹp chứ đâu xấu anh em đó. Rồi anh em muốn mua ốc và xé bịch cũng có cho anh em luôn nè, đó cũng có cho anh em luôn.
nè, lông đền theo nó nè, đó lông đền theo theo xe nè, đó nó siết vậy nè là do cái cạnh nè, do cái cạnh này nè, ốc theo xe là do cái cạnh này siết là nó phá lông đền hết nha, nó có cái dấu này nè đó. Nhưng em đã gam lại rồi, em gam lại em kêu thầy thợ ha, nó sẽ mài cái cạnh nhẹ dưới này nè cho nó đừng có bén, nên em siết thoải mái không bao giờ bị ha đó. Nên không bao giờ bị lúng sắt ha. Còn ốc mới nó có nha em, ốc mới nó có cạnh chỗ này nè, nó bén lắm, cạnh chỗ này nè, cạnh chỗ này nó bén lắm. Ở cái này thì nói chung á là chỉ có mấy anh em tỉ mỉ chơi the tỉ mỉ ha nên mới làm những cái cạnh ốc này ha. Nhưng ốc này lông đền này 8 ly em bỏ nha anh em, chứ nói chung không có tặng cho anh em ha. Đó, em sẽ thay lông đền mới cho whip đó. Lông đền này là lông đền của hàng Việt Nam nha anh em, đâu đó bán rõ ràng đã gam lại chuẩn màu Thái luôn nè anh em thấy không à. Anh em nhìn ở trong hình nó đã về rồi, anh em nhìn ở ngoài nó rất là đẹp ha. Đây còn lông đền Thái nè, đó lông đền Thái nó thì nó mắc hơn, nhưng mà lông đền nó quan trọng anh em, nó quan trọng cái gác chân nè với ốc mà đó vậy thôi đó. Những anh em nào mua thì em sẽ có hết nha đó. À, đó thùng con Thái cũng có cho anh em luôn, nhưng mà đặc biệt cái con này nè, cái con này hàng Thái nó mắc lắm anh em ơi, chứ không có rẻ. Còn chốt cũng có cho anh em luôn nè, chứ phải không có nè. Cái nào còn theo xe xài được thì em gam lại cho anh em xài đó. Đó còn không được thì anh em mua hàng New Thái xế bịch đó, có hết cho anh em. Nhưng mà cái nào còn xài được thì đỡ cái phần nào tiền phần đó anh em ơi, chứ cái hở cái gì cũng mua mới hứa anh em chọn chiếc xe 100 triệu cũng đủ, bảo đảm 100%. Đó, những anh em nào mà chơi xe thì cũng có biết rồi, đồ phục tùng quay Thái 110 giờ giá nó vô giá lắm em ơi. Đồ mới thì nó có giá cả của nó hết rồi, còn đồ theo xe thì tùy theo đẹp xấu, nên em không báo giá công khai trên đây là vậy đó. Nó mong anh em thông cảm giúp ha. Đó giờ em sẽ nhắc lại luôn đó, những anh em nào mua combo gác chân này gồm hai gác chân, hai miếng nhôm, hai miếng sắt ha, với nhiều đây ốc nè đó. Đó với nhiều này ốc đó, combo gác chân nó gồm những thứ đó thôi đó. Hàng tiễn cho anh em cực kỳ VIP ha, bao cho anh em lên xe là hết sảy bà bảy nha, đẹp 100%. Đó những anh em nào mà đi gác chân ngắn mà lên gác chân dài hứa anh em là bảo đảm đẹp liền. Đã người ta kêu chân dài là vậy đó, chân dài phải tốn tiền nha anh em. Full combo là như vậy. Rồi những anh em nào mua dọn xe mới đương nhiên là xài cặp này đi cho VIP nha. Đó. À, xe bịch Thái nè. Còn đúng một cặp một duy nhất cho anh em. Đó. Đây. Mắc cái lỗ sắt thôi, thùng thì nó không có mắc nhiều giờ á. Rồi em nhắc lại cái này luôn đó, hàng new mới là ngay chỗ này nè, KFL-1D đó là hàng new mới anh em, hàng new mới KFL-1D là hàng new mới nha đó. Hàng new mới nó sẽ không có keo, thấy không có keo. Đó này là ở bên lửa nè, bên lửa anh em lựa những cái mặt tiền đẹp á anh em lắp vô. Đó, vậy thôi. Lửa là con nó nằm ở ngoài nha anh em. Con mặt con nó nằm ở ngoài. Đó. Đó vậy nè. Đó mặt con nằm ngoài.
con đền đây với con ốc ngắn đây đó. Đó, vậy là xong đó, đúng bình lửa. Hiếm lắm mới được cây bình lửa này, nó đẹp nha anh em. Đa số cây bình lửa nó xấu không à. Nó đẹp là đẹp cây bên cây thân bô á, cây thân bô này nó quýp thiệt chứ. Đó, anh em nào mà có coi được clip này á, anh em xem trên chiếc xe của anh em coi, bảo đảm 10 chiếc có hết 8 chiếc lắp không đúng rồi. Đúng của người ta đã nằm về nha. Đó. Đó, những anh em nào mà mới tập chơi ha, mới tập chơi quay thái cho 10 á, cứ inbox Zalo giúp em ha. Đó, em hiểu bao nhiêu em sẽ chia sẻ đến tất cả anh em bấy nhiêu ha. Còn những anh em mà nào mà kêu mà nghe máy ở trên trên điện thoại, nói chung cái đó nghe khó lắm nha anh em, có em thông cảm. Rồi clip tới đây em xin kết thúc nha anh em. Anh em cảm thấy hay vừa kết cho em xin một like ha, xin một like một đăng ký kênh để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dòng quay thái cho 10 ha. Và những anh em nào mà chưa đăng ký kênh, hộ em một cái đăng ký ha, để em đạt mốc trong tương lai nha anh em. Đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để trước khi ra video nó sẽ báo đến tất cả anh em ha. Rồi, hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nha. Chào.